Hải quân và quân đội Brazil đã triển khai hàng chục binh sĩ để tìm kiếm một nhà báo người Anh và một chuyên gia bản địa đã mất tích tại một khu vực hẻo lánh ở khu vực rừng rậm Amazon. Họ đã mất tích vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 6 trong một chuyến đi đưa tin ở thung lũng Javazi. Các nhà chức trách đã điều động các đội tìm kiếm bằng thuyền và trực thăng đến khu vực, cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang và tiểu bang. Trong khi đó, cảnh sát Brazil đã mở một cuộc điều tra tội phạm và phỏng vấn ít nhất 4 nhân chứng được cho là trong số những người cuối cùng nhìn thấy người hành nghề tự do John Philip và người bạn đồng hành của anh ta là Bruno Pereira, một cựu quan chức cấp cao của cơ quan bản địa liên bang Funai. Khu vực rộng lớn, giáp với Peru và là nơi sinh sống của số lượng lớn nhất thế giới là người bản địa không có giao tiếp, đang bị đe dọa bởi những kẻ khai thác bất hợp pháp, lâm tặc, thợ săn và các băng nhóm trồng coca, những người làm nguyên liệu cho cocaine. Cảnh sát cho biết rằng anh ta không thể loại trừ rằng sự biến mất của họ có liên quan đến các băng nhóm hoạt động trong khu vực vô luật pháp.